Hôm nay thầy cho mình sẽ giải qua tiếp giải quyết cái bài toán giải ném một sâu. Đề bài cho một cái sâu lưu dưới dạng cứ một ký tự rồi đến các cái số nguyên, đến ký tự các số nguyên này có thể có một hoặc nhiều chữ số. Đề bài yêu cầu cho một cái sâu như thế này. Nhiệm vụ của các em sẽ cần phải để giải ném nó ra. Ví dụ như ở đây A3, vậy A xuất hiện 3 lần. B3, B xuất hiện 3 lần. C4, C xuất hiện 4 lần. D xuất hiện 1 lần. Như vậy thì các chữ số ở trong sâu này là các cái số nguyên. Vậy thì chúng ta có thể có nhiều chữ số. Chắc là dưới 10-19 chữ số thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái công việc là hãy tách số để hãy giải cái nén cho một cái sâu này, hãy giải nén nó ra. Hiếu và các bạn nhận thấy như sau. Để giải nén được cái sâu này thì bằng sống bằng chết thì chúng ta phải tách được các số này ra. Đấy. Vậy thì thầy tách các cái số này thầy lưu vào trong một bảng C có K phần tử. Các ký tự A, B, C, D này thầy nối nó vào sâu S0. Vậy thì ta xác định bài toán trước nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ thực hiện là nhập sâu S và sau đó ta đưa cái sâu giải nén ra. Giải sâu giải nén. Rồi. Đã các cái video này nếu mà các bạn chưa hiểu chỗ nào các em xem lại trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành của thầy nhé. Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện công việc để tách số ra khỏi sâu thì y như cái bài số 95 96. Chúng ta sẽ thực hiện cái công việc sau khi nhập sâu S, lưu ý sâu này không chứa dấu cách nên ta hoàn toàn được sử dụng cin hoặc getline. Tiếp đến các em tách số ra khỏi sâu. Khi tách số ra khỏi sâu thì ta lưu ý ví dụ với cái sâu này sau khi tách xong thì thầy lưu được mảng C có các cái giá trị chứa các số phân biệt. Ngoài ra ta lưu luôn được một cái sâu S0 lưu các ký tự khác nhau. À không phải các ký tự khác nhau là các cái ký tự là chữ cái ABC từ A đến Z. Đấy. Thầy nối nó lại vào sâu S0. Ở đây là trong các ký tự lần lượt lặp lại ở đây thì thầy lưu lại theo đúng thứ tự của dữ liệu đầu vào. Vậy thì ở bước 2 thầy sẽ thực hiện công việc là tách số ra khỏi sâu. Đấy, và lưu nó vào trong mảng C có K phần tử và lưu luôn cái thằng S0. Đấy, bây giờ ta có thêm một cái thằng nữa là thằng S0. Là thằng S0 này sẽ thực hiện lưu các cái ký tự lớn hơn bằng 0, à lớn hơn bằng ký tự A, nhỏ hơn bằng ký tự Z trong sâu S ban đầu. Vậy thì để làm việc đấy, chúng ta sẽ làm như sau. Bắt đầu khởi tạo S2 bằng rỗng. Thằng S0 bắt đầu ta cũng khởi tạo bằng rỗng. Rồi K lưu số lượng phần tử của mảng ta cũng lưu rỗng luôn. Ta duyệt từ đầu sâu đến cuối sâu, lưu ý rằng trong sâu thì các ký tự đánh số thứ tự từ 0 trở đi. Vậy thì nếu nó là ký tự số thì ta nối nó vào sâu S2. Đấy, ngược lại thì nó là ký tự bình thường thì ta nối nó vào sâu S0. Đấy, như vậy so với cái bài trước thì ta bổ sung thêm câu lệnh này. Sau đó nếu thằng S2 lớn chấm sai lớn hơn 0 chứng tỏ trong S2 chứa một số nguyên thì cấp phát một phần tử mới đẩy nó nốt vào trong sâu này. Đấy. À, thì ta sẽ chứa một số nguyên thì ta đẩy nó vào sau ta khởi tạo S2 bằng rỗng để nó đi nối các cái số kế tiếp ở trong sâu. Sau khi thực hiện công việc trên xong thì nếu thằng S2 chấm sai vẫn lớn hơn 0 thì chứng tỏ trong sâu này đang chứa một số nguyên thì ta put nốt nó vào trong sâu, put nốt nó vào trong mảng C có K phần tử. Rồi, tới đây ta thu được một mảng C có K phần tử, ta lưu được một sâu S0. Vậy để giải nén các số trong sâu thì về bản chất của chúng ta là cứ với mỗi ký tự SI thì nó sẽ xuất hiện là CI lần. Nên thầy gọi sâu kết quả là kết quả của bài toán, khai báo một cái string kết quả. Thầy duyệt từ đầu mảng C đến cuối mảng C thì rõ ràng ký tự thế y thứ y xuất hiện CI lần nên thầy lặp lại cho di chạy từ 1 cho tới CI. Thì sâu kết quả sẽ nối với sâu S0 ở vị trí thứ y trừ 1 là CI lần. Ta lưu ý rằng khi ta cấp phát một phần tử mới cho mảng C thì K nó tăng lên bằng 1. Nhưng cái thằng S0 của mình thì nó lại lưu ký tự từ 0 trở đi. Bởi vì trong sâu thì các cái ký tự nó được đánh số thứ tự từ 0 trở đi mà. Nên khi y của thầy à, chỗ này khi y của thầy bằng 1 thì khi đó nó sẽ là S0. Đấy, 1 trừ 1 bằng 0 thì nó lấy S0 ở vị trí thứ 0 cộng vào. Y bằng 2 thì 2 trừ 1 bằng 1 thì đúng rồi, vậy thì S0 ở vị trí thứ 1. Bởi vì S0 nó đánh số thứ tự từ 0 trở đi mà. Vậy thì ta cho y cho di chạy từ 1 cho đến CI và ta thực hiện công việc kết quả cộng với S0 ở vị trí thứ y trừ 1. Sau công việc này xong thì ta đã thu được một cái sâu giải nén chính là sâu này. Đấy, ta thu được sâu giải nén chính là sâu này và khi đó ta sẽ đưa sâu giải nén ra.
Bài tập nén sâu và giải nén sâu là một trong những bài tập hay, quan trọng, do đó các em lưu ý nhé. Đây, thầy đi. Các video này thì thầy đăng trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Các bạn nhớ like, share, comment cật lực nhé. Như vậy thì hiếu hiếp và thỉnh thoảng vào thả ha ha trong đó cũng được, không sao. Ta có thể tổ chức nó rất nhiều cách, nối nó vào một sâu. Như vậy trên đây thì chúng ta đã giải quyết được xong được cái bài toán tách giải nén một sâu. Chúc các bạn cài đặt thành công nhé.